Hi, chào anh em bảo xỉa nước, mình từ lúc X98 rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay, ngày đầu tiên của tuần mới. Và khoảng độ sau hơn 5 tiếng nữa, tức là sau 4 giờ chiều nay thì chúng ta cũng sẽ diễn ra event của tuần mới trong game luôn. Mọi sai lầm thì đều sẽ trả giá bằng tiền bạc. Đây sẽ là video bán ạc trong server 106, một server khá mới. Với cái giá, theo mình đánh giá là bạn chủ ạc sẽ chịu lỗ khá nhiều khi mà để hụt mèo cho đợt quay mèo vừa rồi. Thậm chí mình để ý là hụt tới 2 mốc mèo cơ. Hay là 1 mốc nhỉ? Chắc là 1 mốc. Vì kim cương hiện tại thì chỉ còn đang là hơn 22.000 kim cương thôi. Đây là mốc kim cương mà khả năng là hụt 2 mốc, khiến cho giá của ạc bị tụt đi rất là lớn. Tổng tiền để ạc nạp vào mình chỉ tính, không tính riêng gì cái VIP 11 gần VIP 12, full pet, top pet và siêu lợi tức đều ở tất cả các tháng luôn. Thì mình tính chỉ riêng tiền hồn vũ khí và võ sĩ hay đơn full sao và full hồn vũ khí này rồi thì cũng đã bằng cái giá trị của ạc này rồi các bạn ạ. 3.2 triệu đấy, thì các bạn mới chắc chắn là phải là full pack hồn vũ khí ấy, thì mới được hai hồn vũ khí như thế này. Nghĩa là chỉ cần chờ nhà phát hành ra mắt ra mắt cập nhật lục môn của Hayden thì ạc này sẽ lục môn của Hayden ngay lập tức. Không nhiều ạc làm được điều đấy đâu các bạn ạ. Vừa phải nạp vừa phải có may mắn nữa. Có điều rất đáng tiếc là bạn ý lại không gọi là full mèo được. Nếu không thì chất lượng của ạc, mình nói thật, nếu như mà đang bán sẽ phải ở mức độ rất cao. Ạc cũng đang ở có vị thế rất lớn ở trong đấu trường, kể cả top đấu trường lẫn top lực chiến hay là top uy lực, đồ của nó cũng rất ngon. Đây là server 106 và cũng server này cũng không có quá nhiều người chơi gọi là nạp mạnh đâu các bạn ạ. Cấp độ VIP 11 gần VIP 12 như thế này là rất cao rồi, chứ tầm VIP 15 ở server này cũng là không có mấy đâu. Cũng vì hụt mất đợt vòng quay mèo vừa rồi cho nên là cũng không chơi Athena, mà mình nghĩ rằng full mèo thì cũng không nên chơi Athena. Trong team hiện nay thì đang có Hayden và Dulon, đặc biệt Dulon đã ở vị trí lục môn rồi, sẽ là một vị trí dùng vẫn còn được một thời gian khá dài nữa. Chuẩn bị Hayden lên lục môn nữa thì không cần tới Athena, thay vào đó thì lên tích lũy để chơi đồ và chơi Shermie. Nhìn chung thì đồ của ạc này soi mặt bằng chung của server mình thấy là nhỉnh hơn rồi. Thế thì tập trung vào kiếm một con kỹ xịn thay thế cho Shermie lôi, Mystic hoặc là Whip chẳng hạn thì sẽ là tốt hơn chơi Athena, chứ không phải là ai cũng lên chơi Athena đâu các bạn ạ. Các vị trí còn lại trong team thì có Omega Rugal ở trạng thái thất môn. Sát thương của nó nhìn chung vẫn là dễ dùng và hiệu quả hơn lục môn Vanessa. Đây là võ sĩ mà nhiều bạn lấy về dùng một thời gian khá lâu nhưng mà vẫn không phát huy được sức mạnh của nó, vì nó thật sự lúc lổ lúc xịt, nhiều xịt hơn là nhiều. Trong clip này thì mình cũng sẽ fix đồ với các thứ của nó để hy vọng nó sẽ nổ được các bạn nhé. Chúng ta còn một vị trí nữa là lục môn của Kyo, cũng sẽ là một vị trí sát thương khá tốt ở giai đoạn đầu này. Đồ hồn lực lam theo kèm hiện nay thì chúng ta có đầy, không có sói cừu, hoàn toàn không có một viên sói cừu nào cả. Ở trên group thì hiện nay cũng đang có một cái bài viết mình thấy cũng khá thú vị về hồn lực lam sói cừu. Bạn ý không chơi hồn lực lam sói cừu luôn các bạn ạ. Đâu rồi? Ảnh của bạn ý là cái ảnh nào nhỉ? Đây các bạn. Nào quay đi. Bạn ý hoàn toàn không chơi hồn lực lam sói cừu, cho nên bạn ý tựa có rồi nhưng mà không dùng, cho out khỏi đội hình. Và khi mà có sự xuất hiện của Athena và Hayden thì bạn ấy lại cho rằng hồn lực lam bão tố là mạnh hơn, và bạn ấy đã test và độ hiệu quả thì đang là tốt. Đấy. Thì cái này thì đây cũng chỉ là ý kiến riêng của một người thôi. Các bạn hoàn toàn có thể là nghe theo hoặc không nghe theo nhá. Theo mình thì ạc này đến thời điểm này mình cũng không cần thiết phải chơi sói cừu nữa. Thay vào đó hãy đầu tư vào hồn lực lam đông lạnh đến năm sau, và sắp tới là hồn lực lam cuồng chiến thì nó sẽ tốt hơn. Đấy. Tức là cứ cái gì mới thì sẽ tốt hơn cái cũ. Đấy. Đơn giản là như vậy. Chi tiết thì các bạn vào trong bản dịch ở bên server Đài Loan, link mình để bên dưới phần mô tả video đoạn gần cuối, thì các bạn đọc thì các bạn sẽ có chi tiết bản dịch ở dạng gọi là tiếng Việt nhé. Bản Đài Loan và bản Mỹ này thì gần như là giống nhau đến trên 90%. Đấy, thì đấy là định hướng của ạc này. Còn đồ hiện nay thì mình đang dồn khá nhiều cho Vanessa hồn lực lam bão tố để hy vọng là đấm tốt hơn. Còn bình thường là hồn lực lam Storm này sẽ dành cho Omega Rugal đấy các bạn ạ. Thì đây Omega Rugal sẽ cầm hồn lực lam Meditation gây cấm chiêu cho đội bạn. Ngoài ra thì cũng đỡ bị giảm nộ hơn. Vanessa thì dễ phun nộ hơn đấy các bạn. Nó cũng đỡ bị giảm nộ hơn. Thật ra đã bị giảm nộ nhưng sau đó lại hồi nộ nhanh hơn. Chứ kỳ Omega Rugal là sẽ khó thở hơn. Hayden sẽ được cầm hồn lực lam ưa thích nhất, đó là hồn lực lam đông lạnh hoặc là hồn lực lam bảo vệ. Một trong hai cái đấy thì đây có đông lạnh. Dulon sẽ cầm hồn lực lam khô héo. Kyo là hồn lực lam bất khuất. Này, tạm thời chưa có cuồng chiến thì dùng cái này. Ở trong trạng thái viện trợ thì chúng ta còn có sự phục vụ của Mai. Đây có phải viện trợ không nhỉ? À không. Đây là Mai mấy sao? Mai 4 sao. Theo mình nhá,
Đấy, bạn nào mua thì các bạn nên đưa Mai 4 sao vào đội hình, thay thế cho vị trí của Sermilo. Theo mình thì Mai 4 sao vẫn hỗ trợ tốt hơn là Sermilo, bất chấp nó là 4 sao và nghĩa là còn chưa nhịn một. Còn anh em nào một cái quốc tốt một chút mà muốn chờ hẳn đến whip, mà vì khả năng whip là mình nghĩ là sẽ còn phải hơn 2 tháng nữa mới ra, thì các bạn có thể sử dụng mạnh vả năng ở trong này. Trong này nó còn tới hơn 395 mảnh vạn năng, thì các bạn có thể dùng để nâng cấp nhị môn cho Mai, cũng là một phương án khá ổn. Đấy, nó dùng tốt hơn Sermilo. Ế, con này lấy ở trong Petal Bat rồi. À, cái này Petal Bat đều tay cho nên nguyên liệu. Nguyên liệu là không thiếu. Đấy, ngoài ra thì còn tới 70 dương mảnh vạn. Nói chung là mảnh vạn năng đủ để các bạn chơi nhiều thứ khác nhau nha. Đấy, gửi đồ. Còn thằng Omiyarugo hồn vũ khí theo mình định hướng thì thôi. Đấy, không lục bôn nữa, như thế này là ổn rồi. Còn đâu để dồn cho con kỹ kìa. Chứ lục bôn Omeo rồi tất nhiên là tốt hơn. Nhưng mà tầm này mà lấy lẻ một cái hay mấy nghìn cương đấy, thì mình nghĩ nó hơi muộn. Muộn rồi cho muộn hẳn đi. Ok, tinh tú lúc ban đầu của bạn ấy thì đang là dành cho Omeo. Nhưng hiện nay thì mình đang đổi qua lắp cho Vanessa nhé, xem là nó có gánh tem được không. Rồi, các tính năng khác chúng ta cùng lướt nhanh. Omeo và Vanessa sẽ là những vị trí được full đỏ. Trong đó thì Omiyarugo được cầm sói. Khỏe hơn là cầm viên trí mạng đấy. Đổi đi nhỉ. Ừ, đổi đi. Theo mình thấy là sói nó vẫn ổn định hơn là trí mạng. Ngoài ra thì bản thân Vanessa ở giai đoạn cuối trận cũng có khả năng tự nâng cao cái khả năng trí mạng. Cho nên là viên trí mạng với nó thì theo mình là có thì cũng tốt. Nhưng mà sát thương thì có vẻ là ổn hơn, an toàn hơn. Rồi, Omega Dugo cầm rune chí mạng. Gọi là bộ thần nộ cũng không tồi lắm đâu. Các tính năng khác như kỹ thuật Nest thì mới mở, nên là cũng chưa có nhiều viên đỏ. Tổng lực chiến đang là hạng 4 cho nên nhìn chung là cũng vẫn gọi là không yếu hơn mọi người đâu các bạn. Rồi. Ray Trip đang được dành cho Vanessa. À, quẩy trận trong đấu trường đi. À, tương đối chắc chân trong khu vực từ hạng 3 đến hạng 4 trong đấu trường, đánh nhau lung tung. Bất chấp là không có Athena, hầu hết các người chơi khác là đều sở hữu cả Athena lẫn Hayden các bạn ạ. Đó, server khoảng độ 6 trên 10 người chơi ở hạng 10 là sở hữu Athena. Nhìn chung là khá nhiều. Có điều các bạn để ý có cả những con Athena chỉ ở trạng thái 6 sao thôi các bạn. Hayden 6 sao, ông này dồn Hayden 5 sao, còn Athena 6 sao dị đấy. Metallica thì không dùng Hayden, thay vào đó thì dùng Athena và Kulabang. Rồi, mình sẽ làm một trận với Metallica nhá. Đấm xem có lên được hạng 2 hay không. Lực chiến là nhỉnh hơn một xíu thôi, không quá nhiều. Khả năng thì mình nghĩ là cùng lắm đánh lên được hạng 2. Ông hạng nhất lên tới hơn 8 triệu lực chiến cơ. Chênh nhau nhiều quá. Uy lực của đội bạn cũng đang khá vượt trội, thế thì khả năng cao hoặc này là chắc chân từ top 3 trở xuống rồi. Chứ nhau lên hạng trên nữa thì mình nghĩ rằng hơn Huy thì mới có lợi thế, bởi đội hình đội bạn không hề yếu hơn. Sermilôi là điểm yếu có thể nói là duy nhất của phe ta, còn bên đội bạn thì gần như không có điểm yếu nào. Có chăng đó là có hai con vệ trùng nội tại của nhau, đó là Dulon và Raph. Khi đấy thì cả hai sẽ đều không xuất hiện được cái búp gọi là búp khu vực. Điều đấy dẫn tới sức mạnh của cả hai, nếu như một trong hai chưa chết đi ấy, thì nó sẽ hơi yếu một chút. Bù lại khi thì nó sẽ có những cái búp. Nói chung thì theo mình nó vẫn ổn hơn là Sermilo. Rồi, tuyệt kỹ của Athena khá đau, nhưng chẳng qua là đánh vào Sermilo thôi, chứ ngay cả ở trạng thái lục môn thì Athena không phải là một võ sĩ gây sát thương kiểu như Hayden. Đó là một võ sĩ thuần về mặt phòng thủ. Rồi, một pha phản kích của Raph không có tác dụng nhiều lắm. Raph cần phải tích thương thật nhiều thì mới xả ra được lượng sát thương lên đầu đội bạn. Bạn nào mua hạc thì nói chung là theo mình sẽ được rất lợi về giá, về đồ, về lực chiến. Hơi bị hụt một chút về gọi là tâm lý, vì các bạn mua hạc là các bạn theo mình là muốn như mà phun mèo từ giờ đến cuối tháng. Tức là từ giờ đến con mèo tới mà muốn phun là không phải không tiêu gì. Cùng lắm là mua thể lực mỗi lần ngày, mỗi ngày một lần. Chứ
cái tiêu thêm nữa là nguy hiểm này, hút mèo. Còn tất nhiên các bạn có điều kiện nạp thì sẽ thoải mái hơn một chút. Đấy, nhưng mà arc này thì vẫn còn siêu lợi tức khá lâu, hình như còn 14 ngày các bạn. Metal Pass thì cũng nạp rồi. Cho nên là cái nhu cầu mà gọi là nạp thêm thì mình cũng không hẳn là cần thiết lắm. Arc này VIP 11 gần VIP 12 rồi thì cái gói nạp hành trình nó nạp cho rất nhiều kim cương các bạn thì nó cũng hết rồi. Rồi, Kyo vừa có một pha lấy miễn chí tử của Dulon. Định lấy hai lần à? Khá đen cho Vanessa là đang bị khống chế. Hy vọng rằng sẽ có người giải ứng. Không, hai con cuối thì cũng ở trạng thái đánh thường vãi cả xoài. Mỗi tích lũy được 5.000 nộ là Vanessa sẽ có thêm lần miễn chí tử. Cho nên Vanessa phải được tiêu hao nộ thì mới tốt các bạn. Nó cũng tương tự như là Hayden ấy. Đấy, nó phải xả được cái tầng trên đầu đó thì nó mới hồi được lần miễn chí tử. Cho nên thật sự là team rất cần kháng hiệu ứng cao. Bản thân Vanessa thì cũng có tới 60% tỷ lệ gọi là kháng hiệu ứng. Nhưng mà điều đấy không giúp cho nó kháng được băng. Cày ghê nhở. Như vậy Vanessa gần như là phế hoàn toàn luôn. Khó thật. Ở phiên bản Đài Loan mình đã test khá kỹ. Vanessa hoàn toàn đấm được được Hayden. Với điều kiện nó được đấm các bạn, chứ không thể nó bị nó khống chế như thế này. Thời điểm này ở server quốc tế, các hiệu ứng liên quan đến băng vẫn rất khó chịu. Đặc biệt ở server mới, các bạn ý không thể đầu tư được quá nhiều vào đồ ở cấp độ sao cao. Đặc này các bạn ý đông lạnh lên tới 2 sao à, một loạt các hồn lực khác 3 sao là như thế là so mặt bằng chung là đã tốt lắm rồi đấy. Đấy, cũng có cả phong ấn đấy. Nhưng mà như thế là chưa đủ. Rồi, nhìn chung không đánh được đâu. Áo, còn vài này xà. Ngáng đường thật. Ok. Big Flam Phan Linh. Ờ, ông này không đấm được mình nha. Bạn ấy thì khác cái gì nhỉ? Yamazaki. Còn ông này dùng cái gì? À không, ông này ấy. Rap à? Rap nó vẫn chất lượng hơn nhỉ. Chứ lực chiến là xem nhau. Archibald Cook này thì theo mình thấy có hai điểm yếu. Một là không có Kula nên sợ băng. Hai là không có Athena. Với cá nhân mình nhận định thì điểm yếu này sẽ sớm được khắc phục trong tương lai ngắn thôi. Toàn bộ thông tin ạc mình đã check xong. Giá ạc VIP 11 còn siêu lợi tức bao nhiêu ngày? À còn 2 ngày thôi các bạn ạ. Và Petal Pass gần VIP 12. Kim cương còn như này, đồ hình còn như này. Tổng ra bao gồm toàn bộ mọi chi phí đúng bằng tiền nạp full pack cho Hayden. Arc này thì cũng là mình nạp full từ A đến Z. Cho nên là các bạn nào ngoặc thì cũng yên tâm vì trạng thái bảo mật của Arc cũng sẽ ở mức độ là cao nhất. Các bạn mua thì cứ yên chí mà nạp thêm cái lâu dài, chứ endgame cũng không phải lo là vấn đề gì cả. Rạc bao gồm toàn bộ mọi chi phí là 3,2 triệu. Bạn nào mua Arc thì liên hệ mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video. Không có Kula, không có Athena. Thật sự như này là lên được top như này là cũng hơi bị gớm ấy. Lấy whip về mình nghĩ là sẽ ngon. Và tất nhiên là cái thời mà Kula hội nó đi qua, Arc này mình nghĩ là tỷ lệ cao là sẽ lên được. Thôi nói chung mà duy trì tốt thì top 2 với cả top 3 cũng xem nhau. Đánh lên top 1 hơi căng. Tại này lực chiến cao và chứng nổ đồ ăn hơn nhiều các bạn.